Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Bản tin số 20 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây. Toyota Venza 2021 ra mắt tại thị trường Malaysia, chờ đợi ngày cập bến về thị trường Việt Nam. Suzuki Swift Sport có mức giá bán lên tới 35.000 USD với một ngoại hình trẻ trung và đầy năng động. Mẫu xe thể thao GR86 của Toyota ra mắt toàn cầu chỉ mất khoảng 6,3 giây để đạt được con số là 100 km/h. Tesla lập kỷ lục bán hàng trong quý 1 năm 2021, mặc dù phải đóng cửa nhà máy tại California vì thiếu hụt phụ tùng. Kia Seltos tăng giá bán cho các phiên bản, khách hàng vẫn phải chờ một tháng mới có xe giao. Để đến với bản tin số 20 ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Toyota Venza 2021 sẽ được nhập khẩu trực tiếp tại Nhật Bản, chỉ có một phiên bản sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên đi kèm với cụm hộp số tự động vô cấp CVT, cho ra tổng công suất là 171 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 203 Nm. Thông số này thấp hơn mức 215 mã lực của khối động cơ 2.5 lít đang bán tại Singapore. Xe được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, nổi bật trong số đó phải kể tên tới những công nghệ như là phanh khẩn cấp, hỗ trợ dư làn, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau. Còn về phần thiết kế của Toyota Venza ở tại thị trường Malaysia thì cũng không có những cái điểm nào khác biệt quá lớn so với phiên bản bán tại Singapore. Những trang bị nổi bật ở phần phía bên ngoài ngoại thất như đèn chiếu sáng bi LED, có chức năng tự động điều chỉnh pha cốt thông minh, cốp điện phía sau tích hợp cảm biến đá chân đóng mở, đèn chào mừng, cửa sổ trời đều là những trang bị mà xe được trang bị ở trên phiên bản mới. Một thông tin khác cũng đến từ thị trường Malaysia, đó là chiếc xe Suzuki Swift Sport 2021 cũng sẽ sắp ra mắt tại nơi đây với mức giá bán được chia sẻ có thể lên tới 35.000 USD, tương đương với khoảng 807 triệu đồng. Suzuki Swift Sport 2021 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản, do đó số lượng xe phân phối sẽ rất hạn chế. Chính vì thế mà giá bán của mẫu xe này gần như sẽ đắt hơn khoảng 50% so với thế hệ cũ. Trước đó thì xe chỉ có mức giá loanh quanh khoảng 23.630 tới 24.873 USD, tương đương với khoảng 570 triệu đồng tiền Việt Nam. Ở trên thế hệ thứ 3 thì Suzuki Swift Sport được xây dựng trên nền tảng Hatchback của hãng. Chính vì thế mà khối lượng xe chỉ có mức cân nặng là khoảng 970 kg. Phía Suzuki chia sẻ rằng là mẫu xe này đã được nâng cấp hệ khung gầm, giúp cho xe ổn định và chắc chắn hơn khi chạy ở những giải vận tốc cao. Về khả năng vận hành thì Suzuki Swift Sport được trang bị khối động cơ 1.4 lít tăng áp, sản sinh ra công suất là 138 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 230 Nm. Tôi cho rằng đây không phải là một trong những cái khối động cơ có nhiều sức hấp dẫn so với các đối thủ nằm ở trong phân khúc. Và nếu so sánh với khối động cơ cũ là 1.6 lít trước đây sản sinh ra khoảng 134 mã lực thì khối động cơ mới gần như sẽ không có những cái sự cải thiện về công suất máy. Tại thị trường Nhật Bản thì Suzuki Swift Sport được trang bị cụm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp số, tích hợp lễ chuyển số sau vô lăng nhưng không có chức năng chip tonic. Xe sử dụng hệ thống dẫn động cấu trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trên mẫu xe này đó là khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ mất 8 giây, trong khi đó xe có thể đạt được vận tốc tối đa lên tới 205 km/h. Thế hệ mới của mẫu xe thể thao GR86 được chia sẻ thiết kế với công nghệ của Subaru BRZ. Tuy nhiên, các kỹ sư của Toyota phải mất đến 5 tháng để có thể cho ra mắt mẫu xe GR8 mang nhiều điểm nhấn của Toyota hơn. Đây cũng là mẫu xe thứ 3 trong giải sản phẩm hiệu suất cao mang tên GR, bao gồm GR Supra và GR Yaris. Ngoại hình thiết kế cơ bắp và tốc độ được thể hiện tổng thể ở phần phía đầu xe, lưới tản nhiệt Fultation Magic có thiết kế giống với mẫu xe đàn em GR Yaris. Toàn bộ phần ngoại thất xe được hạ thấp trọng tâm đến mức tối đa, các chi tiết khác phía bên ngoài cũng được tối giản hóa không gian, phần cửa sổ xe cũng được thu hẹp lại, nhưng phần chi tiết nổi bật tạo nên khí động lực cho xe cũng được lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua, ví dụ như các phần chi tiết khe hốc hút gió, cánh gió sau, khuếch tán gió phía dưới. Bên trong nội thất của Toyota GR86 cũng được tối ưu giúp cho người lái chỉ tập trung vào việc lái xe vì không có quá nhiều nút bấm cũng như là màn hình kích cỡ lớn để theo dõi. Cục đồng hồ táp lô phía sau vẫn được sử dụng dạng analog bán điện tử. Tuy vậy thì phần vô lăng thiết kế trông hơi hiền lành, không tạo ra cái cảm giác thể thao khi bước vào bên trong khoang cabin xe. Với việc ứng dụng các vật liệu trọng lượng nhẹ như thân vỏ và bui xe bằng hợp kim nhôm, bên cạnh đó xe được hạ thấp trọng tâm đến mức tối đa. Khối lượng khô chỉ đạt 1.270 kg. Chính vì thế mà mẫu xe này được cho là nâng cao được khả năng vận hành linh hoạt so với thế hệ trước. Toyota GR86 được trang bị khối động cơ boxer 4 xi lanh hút khí tự nhiên như trên Subaru BRZ. Tuy nhiên, khối động cơ này được tinh chỉnh khá là nhiều để có hiệu suất tốt hơn so với phiên bản hiện tại. Chính vì thế mà tổng công suất của mẫu xe này lên tới 235 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 250 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ mất 6,3 giây, nhanh hơn 1,1 giây so với thế hệ trước. Xe được trang bị hệ thống dẫn động cầu sau đi kèm lựa chọn hộp số tự động 6 cấp số hoặc số sàn 6 cấp.
Toyota trang bị cho GR86 hệ thống hỗ trợ lái EyeSight Driver Assist của Subaru. Xe sẽ có mặt tại thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 với mức giá bán được các chuyên gia dự đoán sẽ rơi vào khoảng 30.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 700 triệu đồng tiền Việt Nam. Dù phải dừng hoạt động nhà máy ở California trong vòng 2 tháng vì thiếu hụt nguồn cung linh kiện, hãng xe điện Tesla vẫn bàn giao được hơn 184.000 xe trong 3 tháng đầu năm 2021. Kỷ lục doanh số trong quý 1 năm 2021 của Tesla có sự đóng góp lớn của hai mẫu xe, đó là Model 3 và Model Y, với 182.780 xe, tăng khoảng 13% so với quý cuối của năm 2020. Trong khi đó, hai dòng xe cao cấp nhất đó là Model S và Model X chỉ bán được vẻn vẹn là 2.020 xe, giảm mạnh so với doanh số 18.920 xe ở quý trước. Lý do được đưa ra là hai dòng xe này đang chuẩn bị bàn giao phiên bản mới cho khách hàng. Trước đó thì các nhà bình luận ở phố Wall dự đoán Tesla chỉ có thể bán được khoảng 177.000 xe trong 3 tháng đầu năm vì tình trạng thiếu hụt nguồn cung linh kiện diễn ra trên toàn cầu. Các chuyên gia phố Wall cũng nhận định rằng doanh số của Tesla sẽ vượt mốc là 850.000 xe trong năm nay, vượt qua kỷ lục nửa triệu xe của năm 2020. Ngoài sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc và châu Âu và đà phục hồi của nền kinh tế thế giới, công ty của tỷ phú Elon Musk còn được hưởng lợi rất nhiều từ những chính sách kích thích cho các dòng xe điện được ưu tiên dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bên cạnh Tesla thì một số các hãng xe khác cũng công bố kết quả kinh doanh đáng khả quan trong quý 1 năm 2021. Cuối tuần trước thì GM Motor cũng cho biết kết quả kinh doanh trong 3 tháng đầu năm 2021 đều ghi nhận sự phục hồi đáng kể sau khi nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc thiếu chip bán dẫn toàn cầu cũng khiến tất cả các hãng xe phải cắt giảm sản lượng sản xuất xe. Bước vào quý 2 năm 2021 thì Kia Seltos sẽ có mức giá bán mới lần lượt từ 609 tới 729 triệu đồng. Mức giá này Kia đã cập nhật trên trang web chính thức của hãng và được công bố là tăng thêm 10 triệu đồng cho mỗi phiên bản. Kể từ khi ra mắt tới nay thì nguồn cung của Kia Seltos vẫn thiếu hụt so với nhu cầu của thị trường. Chính vì thế mà khách hàng có nhu cầu lấy xe vẫn phải đặt cọc trước khoảng 1 tháng để được nhận xe. Như vậy là sau khi ra mắt thì Kia Seltos đến nay có mức giá khởi điểm khoảng 600 triệu đồng. Mức giá của mẫu xe crossover đến từ thương hiệu Hàn Quốc chỉ nhỉnh hơn một chút so với MGZF, tương đương với Ford EcoSport và thấp hơn Hyundai Kona. Trong 2 tháng đầu năm 2021 thì Kia Seltos là mẫu xe có doanh số bán hàng tốt nhất trong phân khúc gầm cao đa dụng hạng B với tổng doanh số cộng dồn là 2.238 xe, xếp trên Corolla Cross là 1.579 xe, Kona là 637 xe, Honda HR-V là 294 xe và Ford EcoSport là 234 xe. Cá nhân tôi cho rằng việc tăng giá bán là điều không quá bất ngờ với Kia Seltos. Lý do là mẫu xe này đang có sức hút rất lớn đối với khách hàng, giá bán hợp lý, thiết kế hiện đại, trang bị nhiều option. Đó là những gì mà trong tầm tiền hiện nay chưa có đối thủ nào có thể cạnh tranh sòng phẳng được với mẫu xe đến từ thương hiệu Kia. Trong thời gian sắp tới thì mẫu xe này sẽ còn đứng top và bỏ xa các đối thủ nằm ở trong phân khúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin News số 20 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.